Hôm nay là tiết mục múa hồn nhiên vui tươi của các em đội viên thôn Đồng Bồ biểu diễn qua nhạc phẩm mang tựa đề Cô giáo em là họa Eban. Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các em đội văn nghệ, đội viên thôn Đồng Bồ.